Yo, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã tới GTA 5 Online. Tôi đang bắt đầu bước đầu tiên của game, đó là tạo nhân vật. Vì tôi ngoài đời khá là đen nên là tôi sẽ tạo một nhân vật gì đó da trắng một tí. Với lại bạn cũng biết rồi đấy, tôi sẽ nhập vai vào đất nước trong game GTA, nước Mỹ mà. Nếu tôi da đen thì mọi chuyện sẽ rất là khôn lường. Oh shit, here we go again. Ok, sao đen nhỉ? Ui, đéo ổn rồi, bị bắn rồi. Như mọi người có thể thấy rồi đấy, tôi đang bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Thậm chí tôi còn chả có quần áo để mặc. Và tôi đang phải mặc một cái quần đùi và chạy ngoài đường. Thậm chí da tôi còn màu đen nữa, chết rồi. Đéo ổn rồi. Nói chung là tôi đang rất là nghèo, tôi không có công ăn việc làm gì cả. Và như mọi người có thể thấy ở đây thì tôi phải nhận từng đồng lương thất nghiệp một, hèn như một con chó vậy. Thế nên là bây giờ tôi sẽ tìm một công việc nhờ đàn anh của tôi, Duy Lê. Anh là một người rất là giàu có và thành đạt trong cái server này. Ta phải mua đồ ăn không, ta chết đói. Em cho anh đó, em đang có mấy cái bánh mì. Chia đi bánh mì. Có, em hai lên. Tôi tan nhà nát cửa và cả bệnh hoạn, không biết chết ngày nào, chia lìa vợ con, tôi khổ sở quá. Anh xin bố thí cho tôi chút đi. Nói chung là anh ấy có thể giúp đỡ tôi tìm một công việc phù hợp. Thế nên là mọi người hãy cứ tin tưởng anh ấy. Và anh ấy giới thiệu cho tôi nghề đổ rác. Cảm ơn anh Duy. Nhưng mà thôi, nghề đổ rác cũng đâu phải là một nghề quá tệ đúng không? Nó kiếm ra những đồng tiền sạch sẽ và thậm chí còn khiến môi trường sạch đẹp hơn. Tôi nghĩ là tôi có thể lâu dài với công việc này. Cuối cùng thì tôi đã xong sau một ngày làm việc chăm chỉ. Giờ chính là lúc để nhận những đồng lương đầu tay của chính mình. Tôi bắt đầu yêu cái công việc này rồi đấy. Mẹ mà công việc này như cái bỉu ý. Đéo ai muốn đổ rác à? Giờ chúng ta sẽ chuyển qua buôn cần. Chúng ta sẽ phải làm những chuyện phạm pháp. Tôi phải trở thành tỷ phú. Cơ mà để tôi đi mua ít quần áo mặc đã. Mẹ mày lạnh quá. Mẹ mày đi bộ mệt quá. Ui, có xe đạp này. Mình mượn nha. Hey yo, what the fuck? Hi, tôi vừa mới mua được một chiếc xe này. Nó thì cũng rẻ thôi. Bởi vì mọi người biết mà, tôi thì cũng có nhiều tiền đâu. Ái rồi, làm gì đấy? Chín đầy rồi. Bố mày đầu mơ này. Sau khi mua chiếc xe này thì tôi cũng độ lại một chút để đi cho nó sướng. Và tôi đã mua một chút quần áo để mà tôi không phải cởi trần khi mà chạy ngoài đường nữa. Và giờ chính là phi vụ buôn bán chất cấm đầu tiên của tôi. Bây giờ tôi sẽ đi gặp anh em. Nói chung là đi cùng với em cũng đỡ sợ cảnh sát rất là nhiều. Bởi vì khi mà cảnh sát đuổi thì mình có thể chạy được. Sau cái vụ này chắc chắn là tôi sẽ giàu có. Tôi có thể mua nhà lầu xe hơi, thay đổi cuộc sống này. Như anh Duy chẳng hạn. Thì tôi đang bán anh Duy vậy? Game bằng tiền. Sao im ấy. Trời, xe vừa lát rồi. Alo. 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 Nó mất mạng tầm 1 tiếng. Tôi thì ngồi chờ rất là lâu. Cuối cùng thì đã có mạng trở lại và tôi có thể tiếp tục chơi. Vừa vào lại game thì có thằng cảnh sát đứng ngay đây. Và trong người tôi thì có mấy cái lá thuốc phiện tôi hái từ ban nãy. Thế là tôi bị bắt. Chúng mày nghĩ chỉ thế mà cản được tao á? Tao đã ra tù rồi đây. Và bây giờ thì không ai có thể ngăn cản. Mẹ, tại sao 2 giờ sáng rồi mà bọn này vẫn còn chơi nhỉ? Chưa xong đâu. Bố mày không hái lá thuốc phiện nữa mà bố mày đã chuyển qua hái cần. Nơi này rất là xa thành phố. Cơ mà tại sao mấy cái lá này cứ mọc dại ở đây ấy nhỉ? Tiếng xe. Có tiếng xe cảnh sát không tới? Người nghĩ việc bắn thủng hết cái lưng của ta có thể dừng ta lại sao? Không, ta sẽ không bao giờ dừng lại. Sau một hồi chờ đợi thì có lẽ thằng cảnh sát đó đã đi rồi. Tôi có thể lên và tiếp tục công việc của mình. Khoan đã, tôi có linh cảm không lành. Tôi biết mà, nó chưa đi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ gọi cho thằng em tôi tới yểm trợ. Cứu tao. Cứu tao với em ơi. Cuối cùng thằng em tôi đã tới đón rồi. Giờ tôi sẽ đem số cần sa tôi hái được này đem đi bán. Bán cẩn thận luôn. Bánh mì, ui, thằng vừa tìm tao, thằng vừa tìm tao đấy. Cũng may là thằng em tôi mang con xe địa hình. Còn xe của cảnh sát thì không leo núi được. Thế nên là chúng tôi đã thoát nạn. Và giờ chính là lúc để tôi đổi đời. Tôi sẽ bán số cần sa này và trở thành người giàu có. Đã tới lúc để đổi đời rồi.